Chào tất cả các bạn đã quay trở lại kênh YouTube cũng như là Facebook của công ty Nhạc Việt. Và hôm nay tiếp tục hướng dẫn trên quyển phương pháp học đàn organ 1 của Lê Vũ. Nguyên sẽ hướng dẫn cho các bạn tiếp tục bài The Wedding nằm ở trang số 57 nha các bạn. Thì bài này chúng ta tiếp tục ứng dụng cái vào liên ba vào trong cái bản nhạc của mình. Thì tương tự như bài ở trên thì bài ở dưới thì các bạn sẽ sử dụng cái liên ba cho mình nha. Nhưng mà với cường độ bài này thì liên ba nó sẽ nhiều hơn. Và các bạn cần lưu ý một điểm nữa là nốt đen chúng ta nói qua nốt đầu phách, nốt đầu tiên của liên ba nè. Thành ra các bạn cần lưu ý ở những điểm đó. Thì chúng ta sẽ ngân qua cái phách thứ hai chỗ này luôn. Và chúng ta sẽ đánh tiếp hai nốt còn lại ở trong phách đó. Rồi, thì tương tự bài ở trên thì chúng ta bài này cần ôn lại cho mình. Đó chính là liên ba móc đơn. Và cái thứ hai nó chính là các bạn sẽ làm quen với hợp âm pha thăng giảm. Ở bài trước thì Nguyên đã có hướng dẫn cho các bạn hợp âm pha thăng giảm rồi. Bây giờ quay lại trên đàn KB100 thì bài này chúng ta sẽ chơi điệu xì lô rock và tiếng là pipe organ với tốc độ 65. Về ở phần chọn điệu thì các bạn bấm cho mình phần style. Ở style này các bạn chọn cho mình là số 068 nha. Chọn số 068. Và sau phần tiếng các bạn bấm vào void thì các bạn chọn cho mình đó chính là tiếng số 092. Tiếng này là cái tiếng church organ. Rồi, ở tốc độ thì các bạn mình sẽ chỉnh cho mình là tốc độ 65. Sau khi các bạn hoàn chỉnh rồi thì chúng ta bắt đầu chơi thôi. Và bây giờ Nguyên sẽ đàn mẫu cho các bạn nha. Rồi, như vậy là Nguyên đã đàn cho các bạn nghe thử cái bài The Wedding. Chúc các bạn có một buổi học thành công. Hẹn gặp lại các bạn ở những đơn vị bài tiếp theo. Xin chào.